Hello, hello mọi người. Không lạnh à chị ơi? Chị ở trong nhà không có lạnh ý. Chào chị, hello mọi người nha. Mọi người ăn cơm chưa? Hello đồng bào nha. Ăn từ trưa rồi. Mọi người vào thì nhớ chia sẻ cho mình nhá. Chia sẻ và comment nhiều lên. Thank you mọi người. Comment và chia sẻ cho giúp mình nhá. Áo chị mặc là áo gì đây? Hôm nay mình sẽ live game C88bet cho mọi người nhá. C88bet nhá. Thế nên là đừng vội rời khỏi livestream nhá mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người game để mọi người có thể chơi. Mọi người vào thì chị ơi chia sẻ giúp mình nha. Đợi mình một chút nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái game mà lần trước mình có giới thiệu rồi ấy. Đó là game C88bet nhé mọi người nhé. Thì cái link tải game ấy mình đã có gắn ở phần ghi bình luận rồi mọi người nhá. Càng ngày càng xinh em mình ơi. Thank you anh Phan Sĩ Hùng. Link tải game mình đã ghi ở dưới phần comment rồi, mọi người có thể ấn vào đó và tải trực tiếp game về nhá. Hoặc là mọi người có thể chơi trên web ý. Nhưng mà theo mình thấy thì mọi người có thể tải trực tiếp về thì chơi nó sẽ mượt hơn ý. Đây là cái phần game mà mình đã tải về.
game có rất nhiều trò nha mọi người nhá. Game này là game bài đổi thưởng và mọi người sẽ nạp rút cực nhanh luôn nhá mọi người nhá. Nạp rút cực nhanh. Thế nên mọi người nhanh tay nạp game nhá. Hiện tại đang có event là khi mà những cái bạn member mới mọi người vào chơi thì sẽ được tặng code 50 để trải nghiệm game thử nhá. Sau khi mà mọi người đăng ký rồi, mọi người hãy vào phần chăm sóc khách hàng nhá để liên hệ được nhận code 50 nhá mọi người nhá. Chào buổi tối nha. Hello. Đó, đây là cái giao diện của game C88 Bet nhá mọi người nhá. Đó, mọi người có thấy không ạ? Idol răng trắng quá. Anh Thủ ơi, anh có cái gì để khen nữa không? Link tải game mình đã để bên dưới cho mọi người rồi nhá. Cái game này mọi người có như là một dạng game đầu tư luôn nhá mọi người nhá. Mọi người có thể đầu tư vào và kiếm tiền. Game này theo như mình thấy thì khá là dễ chơi và có rất là nhiều trò ấy. Mọi người vào thì nhớ chia sẻ giúp mình nhá, chia sẻ và comment nhiều lên giúp mình nhá. Hiện tại trong đăng game mình đang có event ấy. Đang có event tặng code 50 cho tất cả những bạn mới tham gia thì mọi người có thể đăng ký và nhận code 50 nhá. Cái link mình có ghim ở dưới phần bình luận nhá mọi người nha. Ghim dưới phần bình luận ý. Hello vợ nhé, hello anh Việt Anh. Thì mọi người có thể tải qua cái đường link đó. Sau mọi người đăng ký thông tin đầy đủ thì sẽ có tài khoản nhá. Sau đó mọi người đăng nhập là được. Chị hello mọi người mới vào nhá. Mọi người mới vào thì nhớ comment và chia sẻ giúp cho Thảo nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Game này là game bài nhá mọi người nhá. Game bài đổi thưởng nhá, mọi người có thể nạp rút rất là nhanh. Và nếu mà mọi người muốn trải nghiệm ấy thì mình khuyên là mọi người nên tải trực tiếp về máy chơi, nó sẽ rất là mượt ý. Đây là về phần cấu hình của game C88Bet nhé mọi người nhá. C88Bet đó có rất là nhiều trò chơi hấp dẫn luôn đấy mọi người ạ. Trong này sẽ có casino này, có sổ số, game điện tử hoặc là sport nhá, thể thao ý. Có rất là nhiều trò cho mọi người để mọi người có thể tham gia. Cấu hình thì rất là mượt. Và có một cái mình rất thích ở cái game này đó là có cấu hình của nó ấy, có nhiều chị đẹp lắm mọi người ạ. Vào chơi game mà vừa được ngắm gái luôn ý. Đó thì khi mà mọi người đăng ký cái tài khoản này thông qua cái đường link mà mình ghim ở trên phần bình luận dưới thì mọi người đăng nhập sẽ được vào cái tài khoản như thế này. Hiện tại đây là cái tài khoản mà Thảo đã đăng nhập rồi nhá mọi người nhá. Đó, sau đó khi mọi người vào thì sẽ có phần nạp tiền này, chuyển tiền và rút tiền nhá. Thì nó khá là đơn giản thôi. Mọi người có thể vào trong này và làm theo hướng dẫn nhá. Về phần nạp tiền ấy, đây mình sẽ ấn vào phần nạp tiền cho mọi người xem. Về phần nạp tiền thì mọi người hãy để ý là mình có thể có rất nhiều những phương thức nạp tiền khác nhau, như là Momo này, hoặc là ZaloPay, chuyển tiền 24/7 cũng có luôn nhá.
rất nhiều hình thức nạp tiền luôn nhá mọi người nhá. Và cái mệnh giá của mình sẽ thấp nhất là 200 và cao nhất là 5 triệu nhá mọi người nhá. Chị xinh quá, thank you. Đó, thì nếu mà sau khi mà mọi người lập cái nick game rồi mà mọi người muốn vào trải nghiệm mà vẫn chưa muốn thử nạp tiền vào để chơi ý, thì mọi người có thể vào phần chăm sóc khách hàng nhé. Và nhắn tin ở trong mục chăm sóc khách hàng để được nhận code 50k để trải nghiệm thử nhé. Đấy, khi mà mọi người đăng nhập vào cái nick như thế này rồi thì cái hàng bên dưới này, hàng bên dưới này nó sẽ có phần trang chủ này, ưu đãi này, chăm sóc khách hàng này. Thì mọi người ấn giúp mình vào phần trợ giúp. Đó, vào phần trợ giúp thì sẽ có phần chăm sóc khách hàng nhé. Chăm sóc khách hàng trực tuyến này, tất cả những cái vấn đề về tài khoản này, nạp tiền rút tiền mà mọi người vẫn còn thắc mắc thì mọi người vào trong này giúp mình nhé. Sẽ có các anh chị ở trên này hỗ trợ mọi người. Mọi người nhớ tương tác với mình nhiều lên thì mình sẽ add Facebook nha. Người vào sau thì nhớ comment và chia sẻ giúp Thảo nha. Thì cái hình thức mà cái event của cái game C88bet lần này ý, mọi người ạ, sẽ không phải là mọi người đăng ký xong mọi người inbox cho Thảo để nhận code nữa, mà mọi người sẽ ấn khi mà mọi người đăng ký thành công xong qua cái đường link mà mình đang ghi ở dưới phần bình luận ý, thì mọi người ấn vào cái phần trợ giúp và vào phần chăm sóc khách hàng trực tuyến giúp mình nhé. Đó, vào phần chăm sóc khách hàng phần mục này sẽ có các anh chị hướng dẫn cho mọi người và tặng code cho mọi người, code 50 cho mọi người trải nghiệm thử nha. Có ai mà đăng ký mà chưa được các thứ như thế nào thì nhớ comment nhé, mình sẽ giải thích giúp mọi người. Ơi, nếu người yêu cũ em mời đám cưới thì hát bài gì cho ngầu. Em hát bài áo em chưa mặc một lần đi. Game C88bet thì là một cái con game khá là uy tín nhá mọi người nhá, rất là uy tín, mọi người có thể nạp rút được thật và nạp rút rất là nhanh chóng luôn. Thế nên là mọi người đừng có lo, mình sẽ có code 50 cho những bạn mới tham gia để các bạn có thể trải nghiệm thử. Sau khi các bạn nhận code rồi, các bạn có thể giúp Thảo là chơi và khi mà thắng mình cứ rút tiền thử ra nhá. Mãi yêu chị, hello hello, ôi dồi ôi chị Thảo. Yêu chị, hello Phu Nhi. Game hay quá chị ơi. Ok Quang Vinh nha, game này khá là hay. Thì lần trước chị có giới thiệu cho mọi người rồi, mọi người có thể chơi thử nhé. Mọi chi tiết công việc hay là liên hệ công việc thì mọi người có thể inbox cho Thảo nhé, lát nữa Thảo sẽ check.
cho em xin code chơi thử đi. Cái này code em đăng ký nhá. Bây giờ em vào cái đường link chị ghi ở dưới phần bình luận ấy. Sau đó em đăng ký game đi, xong em đăng nhập vào game. Thì trong game nó có phần chăm sóc khách hàng nhá. Đó, cho phần trợ giúp bên dưới này này. Đó, em ấn vào trong đó giúp chị nhá. Để mọi các anh chị ở trong đấy sẽ hỗ trợ em và tặng em code 50 để trải nghiệm thử nhá. Hiện tại thì em đang ở Hà Nội nhé mọi người. Anh rất chào em, hello mọi người. Thảo ơi, ơi Thảo đây. Vào đăng ký được tặng code 50k. Ờ đúng rồi Bùi Chiến nhá. Sau khi mà em đăng ký xong rồi em đăng nhập thì ở trên cái app này có cái phần chăm sóc khách hàng á. Đó, em vào đó thì mọi người sẽ hỗ trợ em và tặng code luôn cho em để em trải nghiệm thử nhá. Em đã ăn tối chưa? Em ăn rồi mọi người ạ. Phải ăn thì mới có sức lên nói chuyện với mọi người ý. Chúc em sớm có được anh. Chúc anh sớm có được em. Chị ở Vinhome ở Gia Lâm đúng không? Không, chị có ở Vinhome nào đâu. Idol mãi xinh, thank you mọi người. Mới vào giới thiệu lại em anh xem nào. Thì hôm nay em có giới thiệu đến mọi người cái game bài, đó là game C88bet nhé mọi người nhá. Thì game này là game bài khá là uy tín, nạp rút nhanh chóng. Mọi người có thể đăng ký game hoặc đăng ký game qua cái đường link mà em đã ghi ở dưới phần bình luận này nhá. Anh rất thích nụ cười của em. Anh đang đi ô tô đó xuống đón em đây. Ủa, biết em ở chỗ nào mà đón vậy? Covid, em đi đâu cẩn thận nhé. Cảm ơn mọi người quan tâm nha. Em mọi người cũng đi đứng cẩn thận nha. Người đâu mà xinh thế. Cảm ơn mọi người. Đó, vừa nãy mình có giới thiệu cho mọi người về cái phần nạp tiền rồi. Thì cái phần nạp tiền có rất là có rất nhiều cái phương thức mà mọi người có thể nạp tiền. Đó là qua Momo này, Zalo Pay, hoặc là mọi người có thể nạp tiền trực tiếp nhá. Là mọi người có thể chơi được game này. Cái game này nó cũng như là một dạng đầu tư ấy. Thì sau khi mà mọi người chơi game này, mọi người thắng được tiền, mọi người sẽ rút trực tiếp về tài khoản như bình thường nhá. Xin cá idol, anh kêu chị Quế. Em có phải là con của mẹ anh không? Hay là em là con của mẹ anh từ kiếp trước nhỉ? Em có live Bigo không? Em không có live Bigo nhé mọi người nhé. Còn đây mình sẽ ấn vào cái mục này là mục chuyển tiền nhé mọi người nhé. Mục chuyển tiền thì nó sẽ hiển thị số tiền trong ví của mọi người nhé. Đó là cái số tiền mà mọi người nạp vào hoặc là mọi người chuyển ra. Nó sẽ hiện hết ở trên này và đây là những cái mục mà trò chơi ý mọi người ạ. Ui bị té rồi. Game này là game trực tuyến ạ. Đúng rồi nhá. Game này em có thể chơi trực tiếp ở trên web này hoặc là em tải về cũng được nhá. Trên cái đường link mà chị cho ấy. Thì mình khuyên mọi người nên tải về máy chơi cho nó mượt. Em không tải được app. Sao lại không tải được app nhỏ? Em đang bị vướng mắc phần nào để chị hướng dẫn nhá.
lưu số anh chưa, nếu cần tiền tiêu Tết thì gọi cho anh nhé. Em đang sợ không tiêu hết tiền đây này. Tiền tiền em để trong tủ, lắm lúc mở ra nó còn đè gãy chân này. Sao lại chưa đăng ký, chưa tải được nhở? Đây nhá, chị hướng dẫn này. Sau khi mà em ấn vào cái phần đường link mà chị đăng ghim ở dưới phần bình luận đấy, thì nó sẽ hiện ra là cái mục số điện thoại này, lấy mã và đăng ký đúng không? Em muốn tải app ấy thì em kéo lui xuống nữa, sẽ có một cái phần nó ghi là tải app. Nhưng mà cái này ý, em phải mở trên web cho giúp chị nhá. Em mở cái đường link ấy ở trên phần Safari giúp chị nhá. Sau đó em tải về. Chị xinh quá, sinh năm bao nhiêu thế chị? Chị sinh năm 2K6. Đó, trong game thì đang có rất nhiều trò mọi người nhá. Thể thao này, casino này, sổ số này, rất là nhiều trò. Đây, casino đây. Đó, mọi người nhìn hấp dẫn không? Toàn gái xinh luôn ý. Mình ấn thử vào game cho mọi người coi nhá. Em ấy xinh quá, thank you mọi người nha. Đó, mình đang vào game nhé mọi người nhé. Vào thử một game cho mọi người xem cấu hình của cái con game này nó đã như thế nào. Đây là vợ em rồi, thank you mọi người. Trời ơi, tự dưng lên livestream mà có nhiều chồng ghê á. Đấy, mình vừa vào game cho mọi người coi, mọi người nhìn thấy chưa? Rất nhiều gái xinh, sexy luôn nhá. Nhìn đã muốn chơi chưa ạ? À? 2015 nhìn em khác quá. Ai cũng phải thay đổi mà mọi người, đúng không? Ai cũng phải thay đổi. Cái thời trước thì em chưa chú trọng đến vẻ bề ngoài nhiều lắm vì đang tập trung học ý. Sau khi mà mình học xong, mình đỗ đại học rồi thì bắt đầu mình sẽ tập trung vào những khía cạnh khác của cuộc sống hơn. Kính chị mua ở đâu á? Kính chị mua ở đâu chị cũng không nhớ nữa. Game này có bóng đá nhá mọi người nhá, có bóng đá, có thể thao luôn nhá. Trò gì cũng có luôn nhá mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Trông có hấp dẫn không? Các chị ăn mặc sexy lady luôn. Sau thế, trời ơi, mọi người có dọa em làm gì, có ai ở đằng sau đâu ạ? Mọi người nhìn em yếu đuối mong manh dễ vỡ thế này, mọi người cứ dọa. Trên này có rất nhiều trò nhé mọi người nhá, game điện tử cũng có luôn, esports cũng có luôn, đầy đủ các trò cho mọi người luôn nhá. Em muốn team story đại ca nhưng mà đại ca không add em. Không có add thì vẫn có thể thả team được mà đúng không nhỉ?
Đó, còn cái gì mà mọi người chưa hiểu thì mọi người có thể hỏi em nhé. Link tải game nhá, link tải game mình đã gắn ở dưới phần phần ghi comment rồi. Mọi người có nhìn thấy không? Hình như dạo này em béo già. Không, em còn đang sợ gầy. Dạo này đã bị tụt cân mọi người ạ. Thì trên cái phần game này mọi người ạ, nó có thêm một cái mục là mục ưu đãi. Thì nếu như là nó sẽ ưu đãi theo ngày, theo tháng hoặc là tùy lúc, mọi người có thể ấn vào cái phần ưu đãi nhé. Đó, nó, tất cả nó ở dưới cái đường thanh này hết. Mọi người ấn vào đó và mọi người xem, để xem sự kiện này, ra mắt app này hay là có những cái ưu đãi gì để mình có thể sử dụng nhé. Thật ra là cái app game này nó khá là dễ chơi ấy mọi người ạ. Nó hướng dẫn hết rồi. Thì mọi người chỉ việc có đăng ký tài khoản giúp mình nhé. Mọi người đăng ký tài khoản xong rồi, mọi người vào chơi thì nó đều là tiếng Việt hết. Mọi người sẽ rất là dễ sử dụng. Tại sao đến giờ vẫn chưa có người yêu, chị giải thích hộ em rồi. Em chưa có người yêu à? Đến giờ em vẫn chưa có người yêu á. Thế là chị nghĩ là do là chưa có ai yêu em ấy, thế nên là em không có người yêu. Đến bao giờ mà có người yêu em rồi thì em sẽ có người yêu. Em có like trên top top không? Trước có bị mất một cái nick TikTok rồi mọi người ạ. Thế nên là hiện tại em đang chơi một cái nick nó không được tương tác nhiều ấy. Nên là hôm trước có thử like nhưng mà không có ai xem, thế nên là em cũng không có hay like ở trên TikTok lắm. Thôi bye đại ca, em đi học con nhỉ. Bye bye. Đi học đi. Đi học đi cho giỏi, lần sau vào xem chị sau. Hôm nay xinh quá chị ơi. Thank you mọi người nha. Mọi người cứ khen mình nhiều quá mình ngại. Thế nên hôm nay là mình live stream và giới thiệu tiếp đến cái mọi người cái game C88bet này ý. Lần trước mình đã có giới thiệu cho mọi người một lần rồi. Và thấy mọi người vào chơi khá là đông, thế nên hôm nay mình lại lên live để giới thiệu tiếp cho mọi người. Sắp Tết rồi, ở nhà không có việc gì làm thì mọi người có thể chơi game nhá. Nó cũng như là một dạng đầu tư ý. Ví dụ như bình thường mình đầu tư cổ phiếu chẳng hạn thì chơi game cũng là một dạng đầu tư.
tải game này phải bán đất trước không em? Không anh ơi, không phải bán đâu. Mang đất ra đây em cầm hộ cho. Em giữ hộ cho. Vậy nha, thế nên là mọi người tải game nhanh tay tải game về đi ạ. Thật ra mọi người chơi cái lúc mà những cái người mà người ta chơi giỏi ấy, người ta thắng thì cũng không thấy nói gì, nhưng mà nhiều khi những cái người chơi kém ấy, chơi xong thua thì lại quay ra nói này nói kia ấy. Thế nên là mọi người cứ thấy vui vẻ thì mọi người hãng chơi nhá. Mọi người thấy vui vẻ thì mọi người hãng chơi. Bây giờ mọi người đi ra ngoài, mọi người đầu tư hay là mọi người kinh doanh, mọi người làm cái nọ cái kia thì nó cũng sẽ có, phải có rủi ro. Có thắng thì cũng phải có thua, có được thì cũng phải có mất. Bây giờ như mình kinh doanh thì mình cũng chả chắc chắn được là mọi thứ mình đầu tư, mình kinh doanh nó có sẽ thắng 100% được đâu mọi người ạ. Quan trọng là mình biết cách chơi, mình hiểu là mình đang làm gì thì mọi người hãng chơi nhá. Thế nên là em lên trên này để giới thiệu cho mọi người biết đến, để mọi người có thể tìm hiểu và mọi người cảm thấy vui vẻ, mọi người cảm thấy thích thì mọi người hãng chơi. Còn không có ép buộc ai chơi hết cả. Đó, thì cái game C88bet này là một cái game khá là uy tín. Cắm chị bị say quá, trời ơi. Yêu quá. Cả thank you mọi người nhé. Không biết là mọi người vào xem livestream ấy thì mọi người có vào chơi game hay không, hay là mọi người như thế nào, nhưng mà quan trọng là khi mà mọi người vào xem mình livestream, mọi người có cảm thấy vui vẻ, thế là mình thấy vui rồi. Nhìn mặt Thảo là biết uy tín. Hôm nay Thảo hiền vậy. Thế bình thường mình không hiền à mọi người? Còn giang dở cấp 3 nên không chơi được. Không có sao. Nếu mà đang học cấp 3 thì tập trung học đi. Thỉnh thoảng vào xem chị livestream là được rồi. Tết về Quảng Ninh không chị? Có nha. Chị có phải về nhà chứ, chị ở trên này không biết chơi với ai luôn ý.
Và mọi người yên tâm nhá, mọi người yên tâm là cái game C88bet này rất là uy tín, vì tốc độ nạp rút của nó khá là nhanh như mọi người nhá, nạp rút rất nhanh. Và nhà cái thì sẽ bảo mật thông tin của mọi người rất là kỹ càng tuyệt đối luôn ý. Hơn nữa thì sẽ có cái dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là chuyên nghiệp. Mọi người hãy thử đăng ký và vào thử cái app game thôi. Mình chưa có nói là mọi người vào chơi thử nhá. Mọi người có thể vào xem thử cái app game ấy. Thì sẽ có một cái mục trợ giúp. Nó là chính là cái mục chăm sóc khách hàng ấy. Thì trong đấy nó sẽ giải quyết tất tần tật tất cả các vấn đề cho mọi người thông qua trên app luôn nhá. Đó là một cái khá là hay của C88bet mà những cái game khác là mình chưa thấy có. Em 2 năm không về Tết được. Sao lại không về được vậy? Ở bên nước ngoài à? Thế thì nhớ nhà chết nhờ. Và mọi người nhớ là mọi người khi mà mọi người tham gia lần đầu tiên ấy, mọi người tham gia lần đầu tiên thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người nhá. Thế nên là nhanh tay đi mọi người ạ. Nên đôi khi mình có thể trải nghiệm game mà không mất phí, không mất tiền để nạp vào ấy. Em ở trong Đà Nẵng rồi, trong Đà Nẵng sao không về được? Đặt vé máy bay sát ngày nên bị hủy. Kiểu gần Tết mới về được, xong rồi đặt vé bị hủy á. Mình đã để ở dưới phần bình luận rồi mọi người nhá. Mọi người tải thì mọi người chỉ việc ấn vào cái đường link đấy thôi. Đứa nào thả ha ha vào cái comment của mình đây đáng ghét thật. Chị thấy Duy Huy rồi nha.
Mọi người nhanh tay tải game đi nhá mọi người nhá. Cứ chăm tương tác với chị đi rồi chị sẽ add nha. Game này chơi sao ý chị? Game này em chỉ cần đăng ký ở cái đường link chị ghi dưới phần bình luận đó. Trong đây có rất là nhiều trò nhá. Có rất nhiều trò nhá, có thể thao này, casino này, xổ số. Tha hồ mà trải nghiệm nhá mọi người nhá. Nạp rút rất nhanh. Mọi người có ai là chưa đăng ký được không? Mọi người có ai chưa đăng ký hay là đang có gặp cái vấn đề gì thì nhớ comment lên nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thêm một cái nữa là mọi người không cần mã giới thiệu nhé. Không cần mã giới thiệu. Mọi người cứ việc đăng ký thôi. Cái phần mục phần mã giới thiệu ấy mọi người cứ bỏ qua giúp mình nhé. Buổi tối năng lượng chị yêu ơi. Thank you Khánh An nhé. Chúc em buổi tối vui vẻ. Chị lúc nào thì cũng nhiều năng lượng phết. Sáng trưa chiều tối lúc nào chị cũng như thế này luôn ý. Mọi người vào sau thì nhớ chia sẻ like giúp mình nhé. Game này là game C88bet nhé mọi người nhé. Game bài đổi thưởng. Nạp rút cực nhanh thì nên là mọi người nhanh tay nhé. Đang có khuyến mại cho user mới. Chị Thảo sinh năm bao nhiêu? À, chỉ em chơi với. Mọi người đăng ký qua cái đường link mình ghim nhé. Game hot quá nè, thank you mọi người nha. Có bắn cá không chị? Game này không có bắn cá nhá. Game này chỉ có casino, thể thao này. Có khuyến mại gì không chị? Hiện tại tất cả những bạn mới vào ấy
thì sẽ có khuyến mại cốt 50 cho mọi người trải nghiệm thử nhá. Thế nên là mọi người cứ đăng nhập vào game, xong đó vào cái phần chăm sóc khách hàng ý. Phần chăm sóc khách hàng sẽ có người tặng cốt cho mọi người để mọi người trải nghiệm thử nhá. Game này hay lắm này, chị yêu. Đúng rồi, game này rất là hay nhá mọi người nhá. Lần trước có giới thiệu cho mọi người rồi, chắc là mọi người cũng chơi thử qua rồi đúng không? Xinh quá trời. Thank you mọi người. C88bet đúng không chị? Đúng rồi, game này là game C88bet nhá. Game này rất là hot, thì đem mọi người nhanh tay tải về nhá. Chị em cách nạp với cái nạp tiền ấy, thì khi mà mọi người tải xong hoặc là chơi trực tiếp ở trên web rồi, sẽ có cái mục nạp tiền và chuyển tiền ở đây. Thì mọi người ấn giúp mình vào phần nạp tiền nhá. Đó, nó sẽ hiện ra những cái phương thức mà mọi người có thể nạp tiền, như là Momo này, ZaloPay 24/7. Sau đó mọi người sẽ nhập số tiền mà mọi người muốn nạp xuống và ấn vào nạp tiền ngay là ok nhá. Xin quá trời bé ui, thank you. Mình trùng với tài khoản của người khác á. Sao lại trùng nhở? Bạn đã đăng ký cái game này lần nào chưa? Vì ấy, cái game này mỗi một bạn sẽ chỉ đăng ký được bằng một số điện thoại khác nhau thôi nhá. Nếu mà số điện thoại của bạn đã đăng ký cái game này rồi thì nó sẽ bị trùng. Làm sao để được Thảo accept thì mọi người tương tác nhiều lên mình sẽ accept nha. Mình mới đăng ký á. Sao lại trùng nhở? Bạn nhân viên tên là An Nhiên bảo mình thế. Đợi em một chút xem nào. Sao lại bị trùng được nhỉ? Thank you.
cái trùng ấy thì là chỉ có trùng số điện thoại thôi nhá. Thì chỉ có trùng số điện thoại thì nó mới bị trùng tài khoản thôi. Không có sự kiện gì à chị? Có khuyến mãi nhá, khuyến mãi cho những người mới chơi đầu ấy. Không về đông chiều à người đẹp? Đã Tết đâu mọi người ơi, Tết đâu mà về. Ít phút nữa thì mình sẽ kết thúc livestream nhé. Thế nên là mọi người tranh thủ đăng ký đi. Xong có gì không hiểu thì comment lên để Thảo để giải thích cho. Cười lên em. Có khuyến mãi nha, mọi người cứ vào đăng ký đi. Sau này ấn vào cái mục chăm sóc khách hàng nhá là sẽ có khuyến mãi cho mọi người đó. Em đăng ký rồi chị nè. Ok, thế thì nhớ ấn vào để lấy ưu đãi nhá. Quá chị em ui, thank you baby. Thank you.
Game hay quá nè, thank you mọi người nhá. Mọi người chơi thì nhớ tải game về nhá. Ai mình sẽ show lại một lần nữa giao diện của C88bet cho mọi người nhá. Đó, rất là hay luôn. Mọi người có thể vào đây để kiếm tiền. Hẹn mọi người vào một ngày livestream khác nhá. Bây giờ mình sẽ kết thúc livestream ở đây đây. Bye bye mọi người.